Như vậy trong này người ta ghi là tiếp thị, lớp tiếp thị cần quản lý sẽ có doanh số và huê hồng ghét thu nhập của nhân viên tiếp thị, không có tên à? Có tên không? Ở đâu? À, người ta ghi cái mũi tên này là kế thừa. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ có tiếp thị về đâu rồi? Đây, chúng ta sẽ tạo một cái class là tiếp thị. Tiếp thị, tiếp thị này có gì đặc trưng? À, kế thừa tử nhân viên, dùng từ khóa gì? À, giống như là nói yêu anh thì I love you vậy thôi. Đúng không? Ủa chứ có gì đâu. Cái này có khó không? Không. Cái này là nhớ và dùng. Không có khó gì hết. Tiếng Hoa gọi là gì? Ngộ ái lị đúng không? Ái lị. Rồi, chỗ này đối với bạn tiếp thị này chưa viết gì hết. Bên demo này mình gọi một bạn ra là tiếp thị TT bằng new tiếp thị mở ngoặc, chỗ này TT chấm nhập. Ủa sao kỳ vậy ta? Có luôn. TT chấm xuất có luôn, hay vậy? Ủa sao có nhập có xuất luôn, hay vậy? Do kế thừa, cho nên cha có gì con có đó. Bây giờ chỗ này tiếp thị có một cái là thằng con nó không có nè. Bây giờ khởi tạo nè, cái hàm khởi tạo là nó không kế thừa nha, chú ý giùm thầy nè. Khởi tạo này nó chỉ có mỗi cái khởi tạo không tham số là khởi tạo mặc định của một class. Còn khởi tạo của cha là nó có hai tham số là mã, ba tham số là mã, là tên, là lương. Ở đây nó không có. Các phương thức khác thì nó kế thừa, nhưng mà riêng khởi tạo nó không kế thừa. Nhớ nha. Vậy chỗ này chúng ta muốn khởi tạo thì chúng ta phải vào tiếp thị. Mình cần quản lý gì thêm? Danh số và huê hồng. Public double doanh số. Public double huê hồng. Và chúng ta sẽ viết thêm một cái hàm là get thu nhập. Như vậy ở chỗ này chúng ta có thể insert code. Các bạn có thể insert code. Insert code của chúng ta là dùng override method. Các bạn click chuột phải chọn insert code override method. Trong này chúng ta sẽ override lại hàm nhập, là phải cũng override luôn nè. Bởi vì hồi nãy mình mới nhập tên, nhập mã số, nhập lương. Còn hai thứ mình chưa nhập nữa, thì mình override lại luôn. Xuất không cần. Xuất không cần. ToString cần. Get thu nhập cần. Get thuế cần không? Không. Bởi vì thuế tính bằng 10% thu nhập. Mà mình viết lại cái hàm thu nhập thì hàm tính thuế nó cũng tự động luôn rồi, mình không cần viết lại. Như vậy ba phương thức mình cần viết lại là nhập nè, get thu nhập nè, toString.
Tại vì two string hồi nãy của mình là thiếu huê hồng với dân số. Ok. Chỗ này chúng ta chọn tạo. Thứ nhất, nhập. Bây giờ mình sẽ viết thêm cái nhập. Nhập, hồi nãy mình mới nhập thông tin ở trên, thì ở đây chú ý cái từ khóa là shopper. Shopper là gì? Cái này là nó gọi gì đây? À, gọi cha. Mà cha là gì? Cha là nhân viên. Rồi nhân viên chấm nhập nó không cho. Tại vì cái class nhân viên của mình không phải là class static, cho nên gọi trực tiếp không được. Được không? Gọi trực tiếp không được. Và chỗ này chúng ta sẽ thay vì gọi trực tiếp thì chúng ta dùng từ khóa là shopper, là gọi cha. Mình cứ hình dung là gì? Cha tên là nhân viên. Mình gọi trực tiếp tên cha là Phạm Úy. Để gọi tránh, chúng ta gọi từ shopper. Đúng không? Ví dụ, xin lỗi, bố ở nhà mình tên Hùng. Mình về mình kêu, Hùng ơi. Được không? Gõ cho cái. Đúng không? Mình gọi bố ơi. Được. Phải không? Thì mình cứ nghĩ vậy đi. Mình gọi trực tiếp tên cha mình không được, thì mình gọi thông qua shopper. Tối nay về nhà gặp cái ông mà sinh ra mình á, gọi shopper. Được chưa? Như vậy mình đã nhập được gì rồi? Nếu mình gọi shopper nhập là gọi được, nhập được gì rồi? Mã, tên, lương. Bây giờ mình sẽ nhập tiếp. Muốn nhập thì cũng phải dùng scan, bởi vì ở bên kia có scan với bên này không có, cho nên mình phải khai báo lại. Mình phải khai báo lại bên này mình mới nhập được. Ở đây mình cũng x out cái gì? Doanh số và this chấm doanh số bằng scan chấm gì? Scan chấm gì đây? Net double. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ nhập huê hồng. Xuống đây this chấm huê hồng. Kịp không? Cần gì thì nhập đó thôi, đâu có suy nghĩ gì đâu. Muốn nhập thì phải xài scan. Như vậy mình đã viết lại phương thức nhập. Phương thức toString. Bây giờ chỗ này nè, tùy nha. Các bạn chú ý chỗ này giúp thầy. Nếu như bạn xài cái phương thức toString mà bạn insert kèm như vậy đó thì nó bị thiếu á. Bạn thử insert lại lần nữa thử coi nó có gì lạ không. Insert toString. Đấy, thấy không? Nó đưa cho chúng ta cái gì? Nó đưa cho chúng ta là doanh số và huê hồng. Còn lúc nãy chúng ta insert toString thì nó đưa là shopper.toString. Cũng là mình insert code, nhưng mà mỗi lần nó insert khác nhau. Hồi nãy là mình insert nhiều code cùng lúc thì nó ra cái này. Còn bây giờ mình insert một mình nó nè, thì nó hỏi là insert doanh số về hay không? Ok. Được chưa? Rồi. Thông tin lúc nãy, bây giờ cứ để im vậy đi. Mình xem nó có một sự hấp dẫn của nó. Thu nhập
Thu nhập thì sao? Thu nhập của bạn này sẽ cộng thêm gì? À, doanh số. Rồi cộng thêm hoa hồng. Thu nhập bạn này thì có hai, có ba phần: lương, doanh số và hoa hồng thì cộng thêm vào. Hồi nãy mình nói rồi là đối với tiếp thị chưa có cái chỗ là khởi tạo. Chưa có khởi tạo. Vậy bây giờ mình sẽ làm gì? Thêm cái hàm khởi tạo vô đây. Thêm hàm khởi tạo vô. Insert code contractor. Không có gì. Để cho nó insert một cái hàm khởi tạo trắng. Một hàm khởi tạo nữa là có cả nhân viên, có cả doanh số và hoa hồng. Cái này là cũ nè, của cha nè. Cái này là insert cái cha. Cái này là doanh số và hoa hồng. Tiếp thị có doanh số, có hoa hồng, có mã nhân viên, có tên nhân viên. Bây giờ mình để vậy cũng được, nhưng mà sắp dậy nhìn nó hơi khó nhìn. Đối với lại một nhân viên thì mình nhập mã rồi nhập tên trước, nó hay hơn là mình nhập doanh số và nhập hoa hồng trước. Cho nên mình sắp lại thôi, chứ không có gì hết. Mình đưa cái này ra phía sau. Mình chỉ sắp lại vị trí thôi. Nhập mã, nhập tên, nhập lương, nhập doanh số, nhập hoa hồng. Dễ nhìn hơn. Được không? Rồi, như vậy mình đã có được phương thức. Mình đã có được phương thức nhập. Phương thức khởi tạo. Phương thức nhập. To stream. Thuế. Rồi bây giờ chạy thử nha. Chạy thử. Mình sẽ mở cái bạn demo này lên. Bây giờ tiếp thị mình nhấn Control Space. Có chưa? Có khởi tạo những thông tin liên quan đến tiếp thị chưa? Có rồi. Là do mình viết. Còn hồi nãy mình chưa viết là nó chỉ có một cái là mặc định thôi. Mã mình ghi là TT01. Họ tên Bùi Văn Toàn. Ví dụ như vậy. Lương 9876. Doanh số 4567. Huê Hồng 1234. Ví dụ như vậy, chỗ này nó đều yêu cầu kiểu double hết. Cho nên các bạn phải chấm vô, nó mới hiểu. Không chấm, nó không hiểu. Như vậy, tiếp thị này đã có thông tin, chúng ta không cần nhập nữa. Xuất ra, xem thử thế nào. Nhân viên 2 và tiếp thị xuất. Ủa rồi sao? Thiếu gì? À, thiếu thông tin của cha. Đúng không? Thiếu thông tin của cha. Vậy bây giờ bạn xuất như thế nào là tùy. Mình muốn thì mình viết lại. Còn không thì mình làm gì? Mình gọi super chấm to string cộng với xịt n để cho nó xuống dòng. Server.toString là lấy thông tin của cha cộng với xuống dòng xịt t một cái nữa cho nó thuộc vô, nhìn cho nó rõ. Chạy bên demo này, chạy lại đây. Nhân viên, thông tin của hai nhân viên này tương đương nhau. Nhưng bạn tiếp thị
thì có thêm doanh số và huy hồng, được không? Mình viết vậy được không? Bạn nào nói không được thì mình có thể decode lại. Mình muốn thể hiện sao thì mình tự code lại, được không? Mình muốn sao cũng được hết, tùy các bạn. Muốn sao mà các bạn thấy đẹp là được. Còn bây giờ thầy thấy nhanh là được. Nãy giờ thầy có viết gì đâu, toàn insert code không à, phải không? Còn các bạn về nhà các bạn muốn decode thông tin của các bạn sao thì tùy. Các bạn muốn viết gì đó thì các bạn viết. Còn thầy thì chỉ là tiếp thị cộng với, thầy lấy chữ tiếp thị thì cộng với chữ doanh số, cộng doanh số cộng huy hồng, cộng huy hồng vậy thôi. Các bạn cố gắng tự viết nha, đừng có làm biến giống thầy. Hả? Nói gì hôm sau lên thầy biểu tự viết, thầy biểu xóa đi viết lại chứ ở đó là no. Thầy làm biến là chuyện của thầy, còn các bạn phải xiên. Rồi, như vậy mình đã có được to stream. Cái phương thức xuất, hồi nãy thầy nói là mình không cần viết lại, bởi vì xuất là nó dựa vào to stream, cho nên to stream mình viết thì xuất nó tự biết. Thuế thu nhập cũng vậy, nó tự biết, mình không cần viết. Đó, như vậy thì nó đã chạy được rồi. Bên này nó tính thuế được cho mình luôn nè. Chỗ này là có lương, có doanh số, có huy hồng, nó cộng lại sao nó tính thuế 10% nè, được không?